Hello, xin chào 500 anh em. Trước mặt anh em chính là chiếc Rolls-Royce Phantom Series 2. Tuyệt đẹp luôn. Xe thiết kế hai màu nhé. Phần nửa trên có một màu, phần nửa dưới có một màu. Nó là tuyệt đẹp, tuyệt tác Phantom Series 2. Tiếc là xe được đeo biển ngoại giao. Có thể quan sát lưới đan điện rất là đẹp luôn. Logo thụt thò, quả phụ bay, đèn pha full LED. Tất cả đều rất tuyệt vời. Kỳ đẹp luôn. Xe đang đỗ ở một chỗ rất là sang chảnh luôn. Đây chính là chiếc Phantom 2 khi nhìn từ bên ngang. Rất là đẹp. Mâm đa chấu. Nửa trên một màu, nửa dưới một màu. Đỗ tại một chỗ phải nói là cực kỳ sang chảnh nhỉ. Bên này có vẻ sáng hơn, anh em quan sát kỹ hơn. Wow, rất là đẹp. C2 hai màu. Xe được trang bị động cơ V12 6.75 lít. Động cơ rất là lớn luôn, siêu uống xăng luôn. Tuyệt đẹp. Hai màu đẳng cấp. Nội thất bên trong siêu sang, chiếc LX570. Đây là sảnh bên ngoài của khách sạn Metropole được trang trí rất là đẹp. Mình đã từng giới thiệu trong cái video Thánh địa siêu xe. Mặt này có rất nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Đây là một thương hiệu mình lần đầu nghe đến. Chopas. Chiếc Phantom đỗ bên ngoài. Ở đây có một thương hiệu Hunpos. Cửa vào. Thương hiệu đồng hồ cực kỳ đắt đỏ, Patek Philippe. Ta xem ở đây có trưng bày một chiếc đồng hồ Patek Philippe nào không. Patek Philippe. Không nhìn thấy chiếc đồng hồ đâu. Thương hiệu đồng hồ cực kỳ nổi tiếng với những chiếc đồng hồ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. Chiếc Lexus LX570 biển Lào và một chiếc Phantom Series 2 Outlast. Phantom Series 2 rất đẹp tại đây, phía trên đây. Đây là một chiếc
xe cò của khách sạn. Mình quên mất cái tên này, tên của nó là gì nhỉ? Mình quên lại quên mất, tự nhiên mình quên mất cái tên của cái thương hiệu này. Bình thường có hai chiếc nhưng mình rõ là đâu mất một chiếc rồi. Chiếc này vẫn chạy được, vẫn chở người được. Đến nó với đỉnh. Nội thất bên trong rất là đơn giản luôn. Và có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn 500 anh em đã quan tâm theo dõi nhá. Xin chào và hẹn lại các bạn.